Theo Sky Sport, PSG không còn muốn giữ chân Lionel Messi. Câu lạc bộ chủ sân Parc des Princes sẽ để nhà đương kim vô địch World Cup ra đi dưới dạng tự do, sau đó dồn toàn lực xây dựng một đội bóng xung quanh Kylian Mbappé ở mùa giải năm 2023 đến năm 2024. Về phía Lionel Messi, anh được cho muốn tiếp tục sự nghiệp ở châu Âu thay vì chuyển sang Mỹ hay Saudi Arabia. Lúc này, Barca là đội bóng duy nhất tích cực đàm phán để đưa siêu sao người Argentina trở lại dưới dạng tự do vào hè năm nay. Messi dường như đã chuẩn bị cho sự trở lại bằng việc lắp đặt một phòng gym mới ở nhà riêng tại Barcelona. Ngoài ra, vợ con anh cũng không còn muốn sinh sống tại Paris. Messi từng được cổ động viên PSG chào đón và coi là người hùng sau khi cập bến Parc des Princes vào hè 2021. Tuy nhiên, người hâm mộ đội bóng thủ đô bất ngờ đổi thái độ với Messi sau thất bại trước Bayern ở vòng 16 đội Champions League mùa giải năm nay. Cổ động viên PSG liên tục la ó mỗi khi tên Messi xuất hiện trên bảng điện tử. En Pauga không nổi giận mà chỉ đáp lại bằng vẻ rừng rưng. Cựu đội trưởng Barcelona đã bỏ vào đường hầm trong cả hai trận gần nhất thay vì cùng đồng đội ở lại cảm ơn cổ động viên nhà. Ngoài ra, Sky Sport cũng tiết lộ hợp đồng của Neymar sẽ hết hạn vào hè năm 2025 thay vì 2027 như truyền thông đưa tin trước đó. Câu lạc bộ của Ả Rập Xê Út Al Hilal chính thức gửi lời đề nghị cực khủng với mức lương hơn 400 triệu euro một năm chiêu mộ siêu sao Messi. Fabrizio Romano, chuyên gia săn thông tin chuyển nhượng đã xác nhận. Tờ Marca đánh giá, đây là lời đề nghị của mọi lời đề nghị. Messi có thể chọn hướng thứ ba này, không phải ở lại PSG hay trở về Barcelona. Al Hilal đã đưa ra lời đề nghị hết sức nặng ký và có thể làm thay đổi suy nghĩ của Messi. Mức lương câu lạc bộ Al Hilal đề nghị với Messi cũng cao gấp đôi so với câu lạc bộ Al Nassr đang trả cho Cristiano Ronaldo, 200 triệu euro một năm. Cristiano Ronaldo vừa ghi cú đúp bàn thắng giúp câu lạc bộ Al Nassr thắng Al Ahly 5-0 để tiếp tục đua tranh ngôi vô địch giải Saudi Pro League với Al Ittihad.